đề xuất rút ngắn thời gian chờ tiêm vaccine mũi 3. Công bố mới về di chứng ở người khỏi COVID-19. Tạm dừng dịch vụ test nhanh COVID-19 tại sân bay nội bài. Hà Nội cần làm gì để không lặp lại bài học dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh? Pháp ước tính có 4.000 bệnh nhân COVID-19 và điều trị tích cực dịp Giáng sinh. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin toàn cảnh COVID được phát sóng trên kênh youtube Sức khỏe đời sống. Liên quan đến kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 cho người dân, trong bối cảnh số lượng vaccine về Việt Nam không còn khan hiếm và nguy cơ xâm nhập biến chủng mới Omicron. Nhiều đề xuất cho rằng nên rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi vaccine nhắc lại mũi 3 mà không nhất thiết tuân thủ 6 tháng. Vậy những đối tượng nào cần tiêm mũi 3 trước tiên tại Việt Nam? Thông tin sẽ có ngay trong phần tiếp theo của bản tin ngày hôm nay. Bộ Y tế quy định khoảng cách tiêm mũi 3 là ít nhất 6 tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ hai hoặc mũi bổ sung. Nhóm được ưu tiên là người có bệnh nền, cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, Người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch trao đổi về thời gian ít nhất 6 tháng để tiêm mũi 3, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa y tế công cộng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có thể ưu tiên rút ngắn thời gian tiêm mũi nhắc lại cho người cao tuổi hoặc người bị bệnh nền bởi vì những người này vốn có miễn dịch ban đầu không tốt. Ngoài ra họ cũng dễ bị suy giảm năng lực miễn dịch theo thời gian vì vậy thời gian tiêm mũi nhắc lại ngắn hơn, vẫn có thể mang lại lợi về mặt miễn dịch so với tiêm cho người trẻ tuổi hơn và khỏe hơn. Bên cạnh đó, nhóm người cao tuổi có bệnh nền cũng có nguy cơ bị chuyển nặng và tử vong cao hơn khi mắc COVID-19. Do đó, dù mũi nhắc lại chưa đáp ứng miễn dịch tối đa, thì lợi ích giảm chuyển nặng và tử vong vẫn rất xứng đáng, Phó giáo sư Dũng nói. Ngoài ra, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, thời gian tiêm mũi nhắc cũng phụ thuộc vào loại vaccine. Vắc-xin có hiệu lực tốt như Pfizer, Moderna, AstraZeneca nên tiêm mũi nhắc lại sau 6 tháng tiêm liều cơ bản đối với người trẻ không bị bệnh nền. Nhưng vaccine có hiệu lực bảo vệ thấp hơn như Johnson Johnson hay Verocell có thể tiêm nhắc lại sau khoảng thời gian ngắn hơn. Ví dụ ở Mỹ, mũi nhắc lại được tiêm sau 6 tháng khi tiêm vaccine Pfizer và Moderna. Với vaccine Johnson của Johnson Johnson, thời gian của mũi tiêm nhắc là 2 tháng. Singapore tiêm mũi 3 vào 5 tháng sau khi hoàn thành hai mũi vaccine mRNA, Pfizer và Moderna, và tiêm mũi 3 với vaccine mRNA trong vòng 3 tháng sau tiêm hai liệu Verocell. Việc rút ngắn thời gian mũi tiêm nhắc lại cho người trẻ tuổi không có lợi. Lý do là họ có thể đáp ứng miễn dịch tương đối đầy đủ, ít có nguy cơ chuyển nặng, tử vong khi mắc COVID-19. Trong khi đó, đáp ứng miễn dịch cho mũi nhắc lại không được tối ưu. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng nói thêm. Đồng tình với quan điểm này, bác sĩ Trường Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng các địa phương cần linh hoạt trong việc cân đối thời gian và tổ chức tiêm mũi 3 cho người dân. Tùy theo tình hình dịch, chúng ta có thể linh hoạt tiêm mũi 3, cách liều cơ bản từ 3 đến 6 tháng, tất cả là vì bảo vệ người có nguy cơ cao, bác sĩ Khanh chia sẻ. Vấn đề đáng lo ngại hiện nay là vẫn có quá nhiều người từ chối tiêm vaccine hoặc không có điều kiện tiếp cận vaccine. Ngoài ra, chính nhân viên y tế ở các điểm tiêm cũng từ chối tiêm vaccine cho nhiều trường hợp vì khâu sàng lọc quá cứng nhắc, bác sĩ Khanh chia sẻ. Người càng cao tuổi thì sau khi tiêm vaccine càng ít, xuất hiện phản ứng phụ hơn so với người trẻ. Dĩ nhiên vẫn có trường hợp gặp tác dụng sau tiêm nhưng không đáng lo ngại so với hiệu quả phòng bệnh của vaccine, bác sĩ nói thêm. Liên quan đến những tình trạng của những F0 sau khi khỏi bệnh, nghiên cứu mới được công bố cho thấy chỉ một trong ba bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện cải thiện sức khỏe trong 12 tháng kể từ khi khỏi bệnh. Vậy thông tin liên quan đến di chứng ở người khỏi COVID-19 là gì? Theo kết quả nghiên cứu, những trường hợp mắc COVID-19 phải nhập viện được Trung tâm Nghiên cứu Y sinh tại thành phố Leicester, Anh thực hiện. Chỉ một phần ba số người được khảo sát cho biết họ cảm thấy hồi phục hoàn toàn trong một năm kể từ khi khỏi bệnh. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát tình trạng sức khỏe của 2.320 người từng mắc COVID-19 khoảng 5 tháng sau khi họ xuất viện. 807 người trong số này tiếp tục được đánh giá sau khi họ xuất viện được một năm. Theo đó, chỉ khoảng 30% số bệnh nhân được khảo sát trong cả hai mốc thời gian của nghiên cứu cho biết họ đã hồi phục hoàn toàn kể từ khi ra viện. Chức năng nội tạng và thể trạng của những người được khảo sát cũng không có sự cải thiện rõ rệt trong một năm sau khi xuất viện. Nghiên cứu vẫn chưa được đánh giá bởi các nhà khoa học khác. Thật không may, chúng tôi không thấy sự cải thiện đáng kể nào của người bệnh sau khi xuất viện được một năm so với mốc năm tháng. Bác sĩ Rico Ivan, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết. Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra những người mắc COVID-19 ở thể nặng phải chịu khoảng 20 di chứng sau khi khỏi bệnh. Trong khi đó, những người mắc COVID-19 ở thể vừa chỉ phải đối mặt với trung bình 4 di chứng sau khi xuất viện. Các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm mệt mỏi, khó thở và giảm chức năng nhận thức. Các nhà nghiên cứu chưa thể tìm ra nguyên nhân những người từng mắc COVID-19 vẫn phải chịu di chứng trong thời gian dài sau khi khỏi bệnh. Tuy nhiên, nghiên cứu của họ đã chỉ ra những người có tiền sử béo phì trong tình trạng sức khỏe kém và có mức độ protein viêm cao thường phải chịu di chứng nặng hơn sau khi khỏi bệnh. Giáo sư Chris Lighting từ Đại học Leicester, nhà điều tra chính của nghiên cứu cho biết, nhóm của ông đang tìm hiểu xem liệu phản ứng từ miễn dịch có phải là nguyên nhân gây ra di chứng COVID-19 kéo dài ở người bệnh. Bên cạnh đó, ông Breitling và bà Ivan cũng đồng tình rằng việc sử dụng các loại thuốc chống viêm, kiểm soát cân nặng và tập thể dục là những giải pháp cần được nghiên cứu để cải thiện tình trạng sức khỏe của người từng mắc COVID-19. Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ chỉ có một biện pháp chữa trị duy nhất cho các di chứng COVID-19. Chúng tôi cần người bệnh miêu tả rõ các triệu chứng của mình để từ đó tìm ra cách chữa trị phù hợp, bà Ivan cho biết. Từ ngày 16 tháng 12, cảng hàng không quốc tế nội bài tạm dừng dịch vụ test nhanh COVID-19 cho hành khách sau hơn 5 tháng triển khai. Vậy sau ngày này, hành khách của sân bay sẽ test COVID-19 ở đâu? Hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi. Dịch vụ test nhanh tại sân bay được triển khai từ tháng 7 năm 2021 nhằm kịp thời hỗ trợ cho những hành khách có nhu cầu xét nghiệm để đi máy bay. Hiện nay, do lượng khách sử dụng dịch vụ test nhanh tại cảng hàng không quốc tế nội bài giảm mạnh khi tỷ lệ bao phủ vaccine của hành khách chiếm tỷ lệ lớn, Cảng hàng không quốc tế nội bài đã thống nhất với đơn vị cung cấp dịch vụ tạm ngừng test nhanh tại sân bay từ ngày 16 tháng 12. Hành khách đi máy bay qua cảng hàng không quốc tế nội bài từ ngày 16 tháng 12 cần chủ động test nhanh COVID-19 tại các địa điểm được cấp phép của Bộ Y tế. Theo quy định hiện nay, hành khách đi máy bay cần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 nếu là người cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế phong tỏa. Trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 vùng cách ly y tế hoặc phòng tỏa. Hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cần Thơ. Hành khách cần đáp ứng một trong ba điều kiện, có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 ngày tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay. Có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay. Có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay. Ngoài ra, hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng BC COVID. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác. Luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc thực hiện theo thông điệp 5K. Đối với cảng hàng không quốc tế nội bài, tất cả các biện pháp phòng chống dịch đã được chủ động tăng cường các phương án khai thác nhà ga T1, T2 và công tác phòng chống dịch trong tình hình mới đã được tính toán kỹ theo từng giai đoạn cụ thể. Cảng hàng không quốc tế nội bài đã sẵn sàng tất cả các điều kiện đáp ứng phục vụ bay thương mại nội địa và quốc tế, bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Trên diễn biến dịch bệnh hiện tại ở Hà Nội, nhiều người lo ngại thủ đô sẽ lặp lại đợt dịch lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy Hà Nội cần làm gì để không lặp lại bài học dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, khi thành phố thực hiện nới lỏng sống chung an toàn với COVID-19, thì việc tăng số ca bệnh là điều dễ hiểu. Nhiều trường hợp nhiễm virus nhưng không có triệu chứng. Vì thế trong giao tiếp, tiếp xúc hàng ngày rất khó để biết được liệu người đối diện hay bản thân mình có mang mầm bệnh hay không. Bên cạnh đó, những hoạt động tập trung đông người như liên hoan, đám tang, đám cưới sẽ là môi trường rất tốt để sát COVID-2 lây lan. Số ca bệnh tại Hà Nội có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Đây là điều chúng ta buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, thành phố cũng cần sớm kiểm soát tình hình, không để số ca tăng cao hơn nữa, nếu không muốn tình trạng quá tải hệ thống y tế xảy ra, tiến sĩ phụ nhấn mạnh. Theo ông, khi số ca mắc tăng quá cao, sức chịu đựng của ngành y tế sẽ không đủ, hậu quả là nhiều trường hợp mắc bệnh diễn tiến nặng sẽ không được tiếp cận với y tế cũng như tư vấn và điều trị kịp thời, từ đó tỷ lệ bệnh nhân tử vong cũng sẽ tăng cao. Với tỷ lệ vaccine cao, đa số bệnh nhân của thành phố sẽ chỉ diễn biến nhẹ hoặc có triệu chứng Tuy nhiên, cả chính quyền và người dân không nên lấy lý do tiêm vaccine đủ để chủ quan. Lý do vì không phải 100% người dân tiêm đủ liều vaccine sẽ diễn biến nhẹ khi mắc COVID-19. Vẫn có trường hợp diễn biến nặng, tử vong dù đã tiêm vaccine số lượng này không lớn nhưng có. Ngoài ra, khi số ca mắc tăng cao, y tế quá tải, việc số trường hợp diễn biến nặng, tử vong tăng cao là hệ quả tất yếu. Lấy một ví dụ đơn giản để hình dung, nếu như trước khi tiêm vaccine 10 ca mắc có 1 ca nặng, thì nay 100 ca mắc có một ca nặng. Nếu cứ để số ca mắc tăng cao, không kiểm soát, thì tỷ lệ bệnh nặng sẽ tăng cao, kéo theo đó tỷ lệ tử vong, tiến sĩ Phù phân tích. Người dân cần thực hiện nghiêm túc 5K. Tôi luôn khuyến cáo các người dân cần đảm bảo thực hiện 5K của Bộ Y tế trong bất cứ thời điểm nào. Việc nghĩ rằng đã tiêm vaccine sẽ không mắc bệnh hoặc chỉ ở thể nhẹ, từ đó buông lỏng việc bảo vệ bản thân là rất nguy hiểm, tiến sĩ Phù nhấn mạnh. Cũng theo ông, việc không thực hiện tốt 5K còn là điều kiện làm lây lan mầm bệnh cho người khác, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi mắc bệnh nền, trẻ em hay những đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine. Việc tự ý thức bảo vệ bản thân là rất quan trọng. Chúng ta luôn phải đề phòng trường hợp người bên cạnh, thậm chí bản thân mình đang là F0, tiến sĩ Phụ chia sẻ. Theo chuyên gia, trong giai đoạn hiện nay, những người dân nên hạn chế tiếp xúc khi không thật sự cần thiết, tránh những hoạt động địa điểm có nguy cơ lây lan cao như chợ búa không an toàn, hội hợp không an toàn. Hà Nội cũng cần tiếp tục kiện toàn các cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Thành phố cần tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sao tất cả người dân không may nhiễm sars cov 2 đều được tư vấn, theo dõi và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế tại Hà Nội cũng cần nhanh chóng chuẩn bị thêm giường bệnh để phòng trường hợp có F0 diễn biến nặng sẽ được can thiệp ngay. Về việc tiêm vaccine, ngoài việc đảm bảo việc tiêm đầy đủ hai mũi cho người dân, thành phố cũng cần tiến tới tiêm mũi tăng cường cho người suy giảm miễn dịch, người cao tuổi, mắc bệnh nền, nhanh chóng tiêm mũi nhắc lại khi đảm bảo được nguồn vaccine. Tiêm vaccine sống chung với dịch không có nghĩa là buông trôi thả lỏng. Nếu cứ để số ca mắc tiếp tục tăng cao, thì ngành y tế sẽ rất vất vả. Nếu người dân cứ ra đường tụ tập ăn uống liên hoan, không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, thì khó ngăn được số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Tiến sĩ Phu lưu ý. Vì thế, cả người dân và chính quyền cần có thái độ ứng phó quyết liệt hơn để kiềm chế đà tăng số ca mắc. Việc thả lỏng chủ quan là cực kỳ nguy hiểm. Chuyển sang những tin tức mới nhất về diễn biến COVID-19 tại các điểm nóng trên thế giới. Pháp báo tính có 4.000 bệnh nhân COVID-19 và điều trị tích cực dịp Giáng sinh. Tình trạng này khiến các nhân viên y tế Pháp phải cất lời kêu cứu. Giúp chúng tôi với, làm ơn, hãy đi tiêm chủng. Với sự xuất hiện của biến thể Omicron, Cuộc chiến chống COVID-19 vốn đã gian nan, nay lại khó thêm bội phần. Nước Pháp đang phải đối mặt với bài toán dịch bệnh khó giải này. Khi ước tính đến Giáng sinh, sẽ có tới 4.000 bệnh nhân COVID-19 phải điều trị hồi sức tích cực. Rusandra Daivan, bác sĩ gây mê thuộc khoa hồi sức tích cực, cùng các đồng nghiệp lại có một ngày làm việc căng thẳng tại một bệnh viện ở thành phố Coma, Pháp. Tại khoa hội sức tích cực, tất cả 13 giường bệnh đều có bệnh nhân COVID-19. Trong số này, 11 trường hợp chưa được tiêm phòng, Tất cả đều tương đối trẻ và hiện đều phải đặt nội khí quản. Ở thành phố Coma, nhiệm vụ của các bác sĩ trong đại dịch càng trở nên khó khăn hơn vì nhiều người trong lực lượng y tế nghỉ ốm, cũng có người bỏ việc, nhiều người ở lại thì rơi vào tình trạng kiệt sức và kiệt quệ về tinh thần. Bác sĩ Roseran Diver nói: "Chúng tôi thật sự mệt mỏi. Xin mọi người hãy đi tiêm chủng để giúp chúng tôi cũng là để giúp chính các bạn và những người khác nữa. Ở đây." có những bệnh nhân suy giảm miễn dịch không may mắc COVID-19 phải nằm trong phòng hồi sức tích cực. Tôi nghĩ giờ chúng ta phải nghĩ tới không chỉ bản thân mình mà cả những người khác. Hệ thống y tế trên khắp nước Pháp đang phải chịu đựng sự căng thẳng chồng chất sau gần 2 năm đại dịch. Tỷ lệ lây nhiễm tăng cao cùng với sự xuất hiện của biến thể mới Omicron tiếp tục đẩy các bệnh viện vào tình trạng quá tải. Hôm thứ Ba vừa qua, Pháp đã ghi nhận hơn 63.000 ca COVID-19, con số có thể xếp vào hàng các thống kê kỷ lục của nước này. Hiện tại, 71% dân số Pháp được tiêm phòng đầy đủ. Nước này đang tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh Omicron phủ bóng đen đa dọa lên toàn thế giới. Kể từ khi Nam Phi báo cáo về trường hợp đầu tiên mắc biến thể Omicron vào ngày 25 tháng 11, cho đến nay, biến thể này đã xuất hiện tại 77 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục lây lan sang các nước tại Đông Nam Á. Mới đây, biến thể Omicron đã đặt chân đến Indonesia. Đáng chú ý, ca mắc biến thể Omicron đầu tiên ở nước này là người chưa từng ra nước ngoài. Trong một tuyên bố ngày hôm qua, Bộ Y tế Indonesia cho biết, bệnh nhân mắc biến thể Omicron đầu tiên phát hiện ở Indonesia là nhân viên dọn dẹp tại bệnh viện Wisma Alat, bệnh viện chỉ định về COVID-19 ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Vào ngày 8 tháng 12, bệnh viện này lấy mẫu định kỳ của các nhân viên để xét nghiệm PCR và giải trình tự gen. Kết quả là ngày 10 tháng 12 cho thấy có 3 nhân viên mắc COVID-19, trong đó có một người nhiễm biến thể Omicron. Cả ba người này đều không có triệu chứng và chưa từng đi ra nước ngoài. Trong lần xét nghiệm PCR thứ hai, cả ba bệnh nhân đều đã có kết quả âm tính. Ngoài bệnh nhân này, Bộ Y tế Indonesia còn phát hiện 5 người có khả năng nhiễm biến thể Omicron, trong đó có hai công nhân Indonesia mới từ Mỹ trở về và hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Wisma Alec. Ba trường hợp còn lại là người Trung Quốc, hiện đã được cách ly ở Manado. Kết quả xét nghiệm PCR của những người này cho thấy một bệnh phẩm đặc biệt và đang đợi kết quả giải trình tự gen. Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin đảm bảo rằng chính phủ đã dự đoán sự lây truyền của biến thể Omicron. Bộ y tế nước này đã đưa thuốc Manoviravi vào chương trình chữa trị COVID-19 cho các bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng. Loại thuốc này sẽ đến Indonesia vào cuối năm nay. Đồng thời, Bộ Y tế đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng y tế, thuốc men, bệnh viện để phòng một đợt bùng phát mới. Trong khi đó, chính phủ Indonesia đã thắt chặt các điều kiện nhập cảnh với công dân nước ngoài. Bộ trưởng điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia, Mamko Mavis Luhab Binsa cho biết quyết định hạn chế người ngoài nhập cảnh vào đất nước để ngăn chặn Omicron xâm nhập. Công dân từ 11 quốc gia đầu tiên có biến thể Omicron bao gồm Nam Phi, Botswana, Hồng Kông, Angola, Namibia, Eswatini, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, Lesotho và Malawi sẽ phải cách ly 14 ngày, trong khi du khách từ các quốc gia khác phải thực hiện cách ly kiểm dịch 10 ngày. Tuy nhiên mới đây, lực lượng đặc nhiệm nước này đã ban hành quy tắc kiểm dịch mới, trong đó miễn kiểm dịch cho người có thị lực ngoại giao và thị thực công vụ, các quan chức nước ngoài từ cấp bộ trưởng trở lên và đoàn tùy tùng trong các chuyến thăm chính thức, cũng như những khách du lịch với chương trình sắp xếp hành lang du lịch. Sự nới lỏng này nhằm tạo điều kiện cho các đại biểu đến tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia vào cuối năm nay và năm sau, cũng như các du khách với tư cách là người danh dự. Trong nước, Bộ Nội vụ Indonesia thắt chặt di chuyển và tiếp tục thực thi giới hạn hoạt động cộng đồng bên ngoài đảo Java và Bali từ ngày 7 đến ngày 23 tháng 12. Bộ trưởng Indonesia yêu cầu tất cả các bên tin tưởng vào quyết định của chính phủ bởi các quyết định đưa ra đều dựa trên những tính toán kỹ lưỡng và có ý kiến của các chuyên gia, đồng thời kêu gọi người dân không ra nước ngoài trong thời gian này, tiếp tục tuân thủ các giao thức y tế và đẩy nhanh việc tiêm chủng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị cũng đừng quên tiếp tục theo dõi các bản tin toàn cảnh Covid trên kênh Sức khỏe đời sống vào 5 giờ sáng và 17 giờ chiều các ngày trong tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.